Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm sườn kho kiểu lầy trong mâm cơm ấy, nó rất là ngon mà cực kỳ đơn giản, mình không cần phải chiên sườn hay là làm bất kỳ cái gì phức tạp cả. Các bạn chỉ cần mang sườn này, khi mà mua về rửa sạch sau đó mang đi trần với muối để cho sườn là chúng ta nó sạch. Sau đó mình mang đi rửa lại rồi mình ướp sườn với các loại gia vị và các loại nước sốt rồi mình mang đi kho khoảng 30 phút là mình có món sườn kho mềm ngon và màu sắc rất là bắt mắt. Cái nước sốt sườn này chúng ta dùng để chúng ta ăn cơm ấy, bé nhỏ rất là thích ăn nhé, hoặc là ăn mì, ăn xôi đều ngon. Để làm cái nước sốt sườn này, để ướp sườn này, hôm nay mình làm đặc biệt một chút, mình sẽ cho thêm một ít nước cốt quất hoặc là chanh và thêm ít đường nữa vào, tương cả, tạo vị chua chua ngọt ngọt, màu sắc đẹp cho món ăn. Tương ớt nữa vào và thêm mắm muối đó, thông thường nữa, và cái gia vị để mà kho sườn để tạo thành cái vị cay cay ngon ngon nữa và mùi thơm nữa, đó là cái sa tế nhá. Mình sẽ cho một ít khi mà mình kho. Và cái hỗn hợp này thì các bạn nhớ là cho thêm ít nước mắm, ít dầu hào, ít muối vào để khi mà mình ướp ấy, xong ấy, sườn ấy, thì mình khi nấu mình không cần phải nêm nếm gia vị gì nữa nữa và mình chỉ sẵn kho đến khi nó cạn nước, nó sền sệt là được. Cái dầu hào thì làm cho cái sườn của chúng ta nó bóng, nó sánh, ăn nó rất là ngon. Các bạn hòa tan cái hỗn hợp này lên rồi mình mang đi, chúng ta đổ vào sườn này, chúng ta đã ướp, chúng ta kho thôi. Sườn khi mà trần xong ấy thì những cái bọt bẩn này chúng ta đổ hết đi và rửa lại sườn sạch như thế này. Cái nước sốt sườn đấy chúng ta cho vào, chúng ta ướp sườn rồi mình mang đi kho. Và thêm một thìa sa tế vào như thế này. Để khi mà kho cùng ấy thì món sườn của chúng ta màu sắc nó vừa đẹp và nó hơi cay cay nhẹ, ăn nó rất là ngon nhá. Sa tế các bạn cũng có thể tự làm. Nó có tỏi tiết các thứ rồi nên nó rất là thơm ấy. Tỏi, ớt các thứ. Và bây giờ chúng ta mang lên kho thôi. Nhớ là kho với ban đầu cho nó sôi nước và mở vung để cho nó bay hết cái hôi hôi đi. Sau đó chúng ta để cho nước nó xâm xấp và chúng ta kho với nhỏ nhỏ lửa. Với mình hôm nay mình kho khoảng 30 phút là mình có được cái đĩa sườn rồi. Các bạn có thể đợi và nhìn xem cái thành quả mình làm nhé. Nó rất là ngon luôn. Mình không làm cầu kỳ nhưng mà cái món ăn của mình nó lại ngon như, và cái nước sốt lại sền sệt, và cái quan trọng là chúng ta không phải đi chiên sườn. Đây các bạn, nó sền sệt như thế này và chúng ta có thể cho ra đĩa và thưởng thức thôi. Màu sắc món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt, sườn mềm không bị khô, nước sốt sườn thì sền sệt để ăn với cơm trắng, ăn với bún phở, xôi đều rất là hợp. Đây thành phẩm khi mà mình làm xong như thế này. Cái nước sốt thì các bạn dưới lên trên như thế này. Đấy. Cái quan trọng là nó không dầu mỡ, là vì mình không cần phải cho thêm dầu khi mà chiên sườn, mà mình kho thẳng luôn như vậy. Sườn cũng không hề bị nát mà nó chỉ là chín mềm thôi. Đây là thành phẩm ạ. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây. Xin chào các bạn.